Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ bảy ngày 10 tháng 8 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và chúng tôi sẽ tiếp cận các bản tin trên thế giới với gọi là theo định dạng điểm tin nhanh cho nó đỡ mất nhiều thời gian. Rồi để thời gian chúng ta bàn những chuyện quan trọng. Như vậy là ở khu vực châu Âu, à, Tổng thống Vu Xích của nước Cộng hòa Serbia vừa tuyên bố đã nhận được thông tin mật của tình báo Nga qua các con đường ngoại giao chính thức. À, một cuộc đảo chính đang được tổ chức và chuẩn bị xảy ra ở quốc gia bàn căng này. Và còn nhớ cách đây thì 3 tháng ông Vucic đã tái đắc cử làm tổng thống Serbia. Sau đó thì một cuộc cách mạng Maidan đã diễn ra trên đường phố Bengrad nhưng mà cũng nhờ tình báo Nga cung cấp thông tin cho nên là Serbia đã ngăn chặn được cuộc đảo chính thành công, bất thành, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì tất nhiên rồi, với làn sóng biểu tình rộ lên khắp nơi, từ Bolivia, à, mà trước đó là Brazil, rồi Venezuela, rồi bây giờ chúng ta đến Bangladesh, thì tất nhiên những quốc gia mà liên quan tới à, vào, à, nước Nga hay là thế giới đa cực, Trung Quốc, vân vân chắc chắn sẽ thành mục tiêu. Và tất nhiên đó có Serbia, đúng không ạ? và rồi sau này chúng ta cũng không loại trừ cả ở Hungary nữa đến thời điểm này thì cách mạng màu đã thành công duy nhất ở Bangladesh trong thời gian gần đây như vậy chúng ta đã nhìn thấy một cái làn sóng đúng không ạ à, trong thời gian tới có khả năng sẽ còn diễn ra nhiều ở các nước Mỹ Latin à, Phi à, Châu Phi và một vài các cái quốc gia đại khái như là xung quanh khu vực Nam Á đấy rồi là ở vùng Cáp Cát và Đông Á, Trung Á đúng không ạ một con rắn sắp chết rất là nguy hiểm. Thế còn một con sư tử mà sắp chết thì nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Mới đây thì chính quyền thụy điển đã quyết định là không cung cấp viện trợ tài chính cho mali bởi vì nước này đã đứng về nga trong cuộc xung đột diễn giả ukraine. Sau đó thì chính quyền của mali cũng yêu cầu là đại sứ quán thụy điển ở nước này đóng cửa đại sứ quán và rời khỏi quốc gia này ngay lập tức ở mexico thì sau khi nhận được lời yêu cầu của ukraine để bắt tổng thống nga putin trong trường hợp ông dám đến lễ đăng quang của tân tổng thống mexico thì bà tổng thống đã thẳng thừng từ gọi là khước từ yêu cầu kể trên của chính phủ ukraine ngay sau khi chiến dịch cướp bùng nổ uh, ở trong lãnh thổ nước Nga, chính quyền Mỹ đã vội vã uh, ký một gói viện trợ khẩn cấp trị giá 125 triệu đô la cho chính quyền Kiev, chủ yếu liên quan tới các tên lửa Stinger và đạn pháo. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng bày tỏ thiện chí hơn đối với Ả Rập để giải quyết các vấn đề Trung Đông khi nước này đã quyết định gỡ bỏ cấm vận. Đối với lại những vũ khí tấn công đối với lại Ả Rập Xê Út. Vâng có vẻ như chính quyền Mỹ đang cố gắng trên mặt trận ngoại giao đang cố ép Israel ngồi vào bàn đàm phán với lại Hamas và có một cái thương vụ nào đó với lại lực lượng kháng chiến. Tuy nhiên thì bộ quốc phòng của họ làm một cái việc ngược lại, đó là họ vừa chốt một cái đơn trị giá nhiều tỷ đô la vũ khí cho Israel ở ba lan vâng có vẻ như là được truyền cảm hứng từ những cuộc cách mạng màu gần đây do đồng minh của mình tiến hành khắp thế giới chính quyền đức này thậm chí còn không giấu giếm uh, thông tin uh, họ phát tín hiệu rằng là họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch để lật đổ tổng thống lukashenko của nước láng giềng belarus Vâng, với việc tăng ngân sách quốc phòng lên 4% mỗi năm mà thậm chí còn hơn nữa cộng với lại chính sách quân sự hóa một cách gọi là khủng khiếp ở Ba Lan. Có vẻ như là Ba Lan đang đi theo một cái con đường quyết làm đất nước của mình nghèo bằng được bằng việc quân sự hóa đúng không ạ? và theo đuổi những cái chính sách ngoại giao theo phong cách đế quốc của nước Mỹ. Liệu thế giới của chúng ta lại đón nhận một siêu cường quân sự Ba Lan nữa hay chẳng? Và lúc bây giờ thì chúng ta sẽ có siêu cường linh cầu hay còn gọi là siêu cầu. Đồng loạt một loạt các nước vốn là các cái quốc gia thịnh vượng hàng bậc nhất thế giới, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan đã tuyên bố những chính sách nhà cải cách về vấn đề chi tiêu đối với lại công dân của nước này ở trong và ngoài nước vì lý do kinh tế. Đặc biệt là cả ba quốc gia này thì đang đối mặt với tình trạng dân số già đi nhanh chóng, cho nên là dẫn tới cái năng suất và GDP từ những cái người còn có thể tạo được ra của cải vật chất cho xã hội càng ngày càng ít đi. Trong khi thì mức sống cao và những chế độ chăm sóc phúc lợi xã hội tốt dẫn tới tuổi thọ càng ngày càng gia tăng và tất nhiên dẫn tới một sức ép khủng khiếp đối với lại những vấn đề phúc lợi xã hội cho người dân. Hiện nay thì uh, Na Uy uh, đã bắt đầu chi tiêu rất nhiều vào quốc phòng. Tất nhiên rồi, đã vào NATO thì phải có chấp cái giá thôi. Sắp tới thì chắc chắn là Thụy Điển và Phần Lan cũng sẽ đi theo. Uh, và đây uh, là một trong những cái nhân tố khiến cho cái thâm hụt ngân sách của chính phủ nước này có thể trở thành vấn đề cực kỳ lớn trong thời gian tới. Và đừng có tưởng là cứ vào NATO rồi thì ngồi mát mà ăn bát vàng đúng không ạ? Không có bữa trưa nào mà nó miễn phí mãi được. <laughs> Xin lỗi quý vị. Ở khu vực Trung Đông thì lãnh đạo của các quốc gia Qatar, Ai Cập, Mỹ đang sẵn sàng để mà đệ trình cung cấp một cái đề xuất cuối cùng cho một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Và tất nhiên là đi kèm với lại một kế hoạch để mà trao trả các con tin đã bị bắt giữ. Các quốc gia đã kêu gọi Israel, Hamas, nối lại những đò những cái uh, vòng đàm phán về vấn đề ngừng bắn ở giải Gaza bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 dưới sự đề xuất của nước Nga thì uh, các nước của khối BRICS đang uh, gọi là đưa ra cho Armenia một đề xuất rất hấp dẫn là cho phép nước này tham gia vào hệ thống thanh toán của BRICS mà không sử dụng đồng đô la đồng euro và rất có khả năng thì uh, Brick cũng uh, chia những cánh tay cho Armenia để mà lôi kéo quốc gia này quay đầu là bờ. trong khi đấy thì uh, trong chiến dịch ở vùng Kurs ở uh, nước Nga uh, có tới nhiều trăm người lính đánh thuê của Georgia uh, đã tham gia vào cái sự kiện tấn công kể trên. À, bây giờ thì chính phủ Georgia gần đây thì có những quan điểm xích lại gần với nước Nga và họ đang tiến hành một loạt những động thái truy tố những người lính đánh thuê kể trên. Sau sự kiện cướp xảy ra, đặc biệt là sáng ngày hôm nay, Ukraine đã tấn công tên lửa vào khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Lãnh đạo nước Nga đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA về tình trạng kể trên. Vào thời điểm kết thúc uh, nửa đầu năm 2024, các quốc gia uh, châu Âu đã tiếp tục tăng nhập khẩu khí đốt uh, tự nhiên hóa lỏng đến từ nước Nga, trong khi đó nước Mỹ đã giảm số lượng xuất khẩu của mình đến châu Âu vì giá cả của nguồn hàng này càng ngày càng thấp và không có lời cho các công ty uh, sản xuất năng lượng ở nước Mỹ. Tuy nhiên thì uh, ngày 20 uh, À vâng, vào thời điểm tháng 7 thì nước Nga gần như đã qua mặt nước Mỹ để trở thành nhà cung cấp lớn nhất khí ga hóa lỏng cho châu Âu, bất chấp những nỗ lực của các nhà chính trị ra châu Âu ngăn chặn những vụ nhập khẩu đến từ nước Nga. Tuy nhiên tình huống đã có vẻ thay đổi. Sau vụ tấn công của Ukraine vào vùng Kursk khiến cho khí ga ở châu Âu tăng lên gần 6% khi quân đội Ukraine đã tiến tới gần đường ống Suza bây giờ thì khí ga có vẻ đang còn có dấu hiệu tăng thêm hơn nữa và điều này rất có khả năng thay đổi lại cái cán cân uh, cung ứng khí ga hóa lỏng ở châu âu bởi vì một lần nữa các công ty sản xuất khí ga ở châu mỹ lại nhìn thấy với mức giá kể trên họ có thể kiếm bộn tiền và rất có khả năng họ lại tái đầu tư vào việc vận chuyển khí ga của mình tới lại khu vực châu âu vâng như này thì có lẽ như vụ tấn công này nó cũng cũng có cái gì đó liên quan đến khí ga đúng không quý vị à, và cái đấy nó rất nhiều tiền đấy mà cái cuộc chiến này thì chúng ta vẫn thấy đúng không ạ vấn đề năng lượng là vấn đề rất là cốt lõi cứ theo dõi các đồng tiền dấu vết của các đồng tiền chúng ta sẽ tìm ra động lực nhất là chúng lại gọi là gọi là là, là có những cái sự xung hợp lẫn nhau Vâng, một thông tin liên quan đến Venezuela, tổng thống nước này sau khi tuyên bố đã tái đắc cử thì ông ngay lập tức đã tuyên bố cấm trang Twitter. Trước đây thì gọi là Twitter, bây giờ gọi là trang X của tỷ phú Elon Musk bởi vì là ông bởi vì những cáo buộc liên quan tới việc Elon Musk đã tham gia vào cái việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Venezuela ở nước Đức thì uh, trong một cái cuộc khảo sát gần đây cho biết là có tới 70% dân nước Đức đã chống lại cái việc trang bị vũ khí và ủng hộ Israel bất chấp chính phủ uh, của nước này vốn được kiểm soát bởi người Mỹ đã liên tục tiến hành những cái chiến dịch uh, truyền thông rồi những cái uh, chiến dịch cắm cờ của nhà nước do Thái ở khắp nơi để tăng cường sự hiện diện. À, cũng như ảnh hưởng của nhà nước Do Thái cũng như là tấn công vào cái ý thức gọi là nạn nhân của người Do Thái với lại người Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vâng, thật là thú vị. Một khi mà đã đứng trên vai những người khổng lồ thì người ta có thể sai khiến được người khổng lồ làm mọi thứ. Bởi vì người ta biết rằng người khổng lồ đấy có những cái đệ đúng không ạ? Có những cái nước ong ve và kết hợp với lại những cái mặc cảm trong quá khứ nữa, có thể nói rằng là bất chấp 70% dân số phản đối nhưng mà chính phủ nước Đức thì vẫn tiến hành những cái chính sách kể trên. Cũng liên quan tới tình hình Trung Đông và châu Âu, một nước châu Âu khác liên quan tới nước đã khai sinh là Napoleon Và Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng là cuộc chiến ở Gaza phải chấm dứt ngay lập tức điều này phải nên được hiểu rõ đối với lại tất cả mọi người trên thế giới đối với lại tất cả những người ở gaza và đối với cho dành cho những con tin và cho sự hòa bình và ổn định trong khu vực bây giờ đang đứng trước cái nguy cơ bùng nổ chiến tranh tôi kêu gọi tất cả mọi người phải hiểu rõ thông điệp đó là chỉ có hòa bình mới có thể cứu vãn được mùng đất này đồng thời ông kêu gọi uh, các uh, nước trên thế giới ủng hộ những cái uh, nỗ lực hòa giải của nước Mỹ, Ai cập và Qatar liên quan đến tình trung đông như vậy là đã một thời gian dài rồi thì những nỗ lực hòa bình của Emmanuel Macron ở cuộc chiến Ukraine đã không uh, đơm hoa kết trái đúng không ạ sau đó ông chuyển sang gọi là chính sách tay to để đe dọa sẽ cho nước Nga đến mùi à, cũng đã thất bại và ông đã im tiếng khá lâu và gần đây thì có vẻ như ông đang muốn à, chứng tỏ cho thế giới là ông chưa quá già để mà có thể rơi cái à, vâng và cái vị trí chính trị của mình gọi bàn tay à, vâng gọi sự nghiệp chính trị khỏi bàn tay chính mình cho nên ông đã có những cái nỗ lực gọi là cứu vãn hòa bình khắp nơi ngày hôm nay thì cũng là một ngày mà chứng kiến khá nhiều những thảm kịch uh, thiên nhiên và tự nhiên uh, và nhân tạo một uh, kho hàng container đã phát nổ ở cảng uh, chiết giang của trung quốc và vụ nổ rất là to uh, không có người bị thiệt hại nhưng có vẻ như là vụ đó đã gây ra một cái sự thiệt hại cực kỳ lớn cho cái kho hàng và cái tàu kể trên ở Trung Đông thì Israel đã tiến hành tấn công vào một ngôi trường ở trung tâm giải Gaza, à, theo thông tin đến từ nhà nước Gaza đã có đã xác nhận ít nhất đã có 100 người và bị thiệt mạng và hàng nhiều chục người khác bị thương. Ở Yemen thì lũ lụt đã hoành hành suốt những ngày vừa qua, à, ít nhất 45 người đã thiệt mạng. Hàng nghìn người khác bị di rời nhà cửa. À, còn ở uh, 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 Ankara, uh, Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 11 người đã thiệt mạng, 26 người bị thương trong một vụ uh, tai nạn xe buýt đâm nhau ở trên cầu giữa trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn uh, vụ việc lớn nhất xảy ra đó chính là, và lớn là cái tai nạn hoặc là cái, cái, cái vật tai nạn đấy. Một chiếc máy bay ATR của hãng hàng không quốc gia Brazil đã rơi vâng ở lãnh thổ của nước này. Toàn bộ phi hành đoàn và 76 hành khách đã được báo cáo là đã thiệt mạng. Vâng, đó là những cái thông tin vòng quanh thế giới trong một ngày áp sát cuối tuần. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một số những điểm nóng trên thế giới. Hãy đến với lại nước Mỹ. Hôm nay thì uh, hãng JP Morgan, một trong cái hãng mà lúc nào liên quan đến tài chính kinh tế thì chúng ta cũng thấy, nó đánh giá tín dụng rồi nó ngân hàng rồi nó kiểm toán kế toán đại khái nó làm một cái con bạch tuộc tài chính ở nước Mỹ. Hãng này đưa ra nhận định là cái khả năng uh, cho suy thoái kinh tế vào năm 2024 của nước Mỹ đã tăng lên tới 35%. Có nghĩa rằng là cứ một ba ngày trôi qua, đúng không ạ? Thì dân Mỹ sẽ phải đối mặt với lại hơn một ngày có cơ hội là nước Mỹ rơi vào trạng thái suy thoái. Và đến năm 2025, tỷ lệ từ 35% đã tăng tới 45%. Đấy, như vậy đến năm sau thì cứ hai ngày một lần người Mỹ sáng ngủ dậy là có khả năng sẽ đối mặt với lại một cái sự cảnh báo một cái tiếng chuông cảnh báo nào đó về vấn đề là nền kinh tế của nước này đã chính thức rơi vào suy thoái. Năm 2025 quý vị nhé, và cũng chỉ còn cách vài tháng nữa thôi. Theo thông số uh, dữ liệu, thông số vĩ mô của hãng uh, đánh giá tín dụng này, thì người ta nhìn thấy có một cái um, nhu cầu, đường cầu về lao động của quốc gia này đang bị tụt giảm một cách nghiêm trọng. Và đó là một cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực lượng lao động à, tạo ra của cải vật chất đã có dấu hiệu bị thu hẹp và suy thoái. À, điều đáng nói rằng là chính công ty Goldman Sachs, một trong những công ty cũng giống như là JP Morgan thì cũng đã đưa ra một cái dự báo tương tự như vậy. À, giống y hệt Goldman Sachs và họ cũng nhắm vào những mục tiêu là năm 2025. Có vẻ như là ngân hàng, các ngân hàng của nước Mỹ rồi Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương đang cố gắng bằng tất cả những cái phương tiện của mình để mà trì hoãn một cái sự, một cái cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế cho đến khi ông Donald Trump thắng cử để trở thành tổng thống tiếp theo nếu như ông có khả năng. Và nghe thông tin như vậy thì có vẻ như là không chỉ các hãng truyền thông mà các hãng và các ngân hàng đúng không ạ? Các tập đoàn cũng có vẻ như là muốn uh, Donald Trump sẽ phải gánh lấy một cây uh, tai tiếng nền kinh tế suy thoái khi ông vừa nhận chức vào những tháng đầu năm, năm 2025. Trong khi đó thì chúng ta thấy uh, với triển vọng kinh tế của nước Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu và những cái ngày gần đây sóng gió điên đảo trên thị trường chứng khoán khắp nơi trên thế giới. Thì ngành xuất nhập khẩu vũ khí, xuất khẩu vũ khí của nước Mỹ Năm 2024 đã vượt qua mức độ 100 tỷ đô la lần đầu tiên trong lịch sử Vâng, như vậy là đến đây thì chúng ta đã biết là tại sao Tại sao bây giờ các cuộc chiến nó không thể dừng Và tại sao các cuộc chiến mới người ta đang nuôi dưỡng để nó bùng nổ à, Những dấu tròn trên cát, đúng không ạ? Trên cát vàng, tôi vừa vẽ em quý vị đó là những cái nỗ lực để tạo ra các thị trường mới Đấy, trong trường hợp các thị trường cũ nó bắt đầu lắng xuống. Năm 2023 tổng doanh thu xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt 81 tỷ đô la tăng từ 52 tỷ đô la năm 2022 và đến năm nay thì con số này đã vượt qua à, con số 2.100 tỷ đô la. Đây là lý do đơn giản để giải thích tại sao chính phủ của nước Mỹ không bao giờ muốn kết thúc bất kỳ cuộc chiến nào và tiếp tục tìm kiếm để mà đổ thêm dầu vào lửa trong các cuộc xung đột và không có bất kỳ một cái thiện chí kết thúc hay là dừng bắn ở bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Tuy nhiên, một trong những cái điều rất thú vị liên quan tới những tuyên bố gần đây của chính phủ Mỹ và Bộ Quốc phòng trong những nỗ lực để thuyết phục công luận về việc là viện trợ vũ khí cho ukraine cho israel thì thực tế chỉ có các công ty quốc phòng của nước mỹ là những công ty được hưởng lợi ăn lên làm ra những công ty cũng như là những người dân mỹ đã không được hưởng bất kỳ một cái lợi ích gì từ việc này bởi vì các quốc gia nato hay thậm chí cả quốc gia ukraine đều thứ nhất nhận được các khoản viện trợ đến từ Mỹ không liên quan gì đến việc bỏ tiền ra mua và thứ hai nếu có mua một số lượng ít thì cũng dựa vào những khoản tín dụng lâu dài mà có khả năng họ sẽ không bao giờ có thể trả. Đây là lý do mà ông Donald Trump đã tỏ ra là rất to tiếng để mà chống đối các cuộc chiến. Và việc này thì cũng trả lời cùng quý vị nhiều lần, đúng không ạ? Có nghĩa rằng ấy, là chúng ta tưởng tượng rằng là khi mà nước Mỹ muốn viện trợ cho Ukraine 100 tỷ đô la tiền uh, vũ khí thì không phải là Ukraine lấy tiền của họ để mà mua đặt mua vũ khí của người Mỹ và trả tiền, đúng không ạ? Mà cái câu chuyện như vậy thì nó sẽ giúp cho ngành công nghiệp vũ khí sản xuất uh, uh, tạo ra công an việc làm Nước Mỹ đóng thuế, ngân sách nhà nước có để trang trải các việc này việc kia. Nhưng cơ bản đó khoản tiền đó nó đến từ các khoản đóng thuế từ người dân. Người dân Mỹ bỏ rút tiền túi của mình ra để mua vũ khí từ các công ty quốc phòng để gửi cho Ukraine. Và, và không nhận được tiền thanh toán. Và nếu có tiền thanh toán thì có khả năng là trong thiên niên kỷ sau nó mới tới. Vì cơ bản đối với Ukraine khả năng trả lại những khoản này là gần như không có. Như vậy là những cái lời hứa về việc tạo ra giá trị, chuỗi giá trị cho nền kinh tế từ công an việc làm cho đến những ngân sách phục vụ nghiên cứu phát triển dân sinh xã hội đều không trở thành hiện thực và tất cả các quan chức Mỹ đã biết thừa điều đó từ trước. Hôm nay thì thông tin liên quan tới cuộc bầu cử ở Mỹ không có gì đáng lưu ý ngoại trừ một sự kiện là máy bay của Tổng thống Mỹ Donald, uh, trước đây Donald Trump đã phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Billing thuộc bang Montana vì những vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Thông tin của truyền thông địa phương cho biết là máy bay của cựu tổng thống đã đáp xuống Billing trước cái thời điểm mà ông đang chuẩn bị tiến hành cái chiến dịch tranh cử ở Bozeman, bang Montana vào chiều thứ sáu ngày hôm qua. Vâng, cái này thì đúng ra nó cũng không có gì để nói Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi Là bản thân mỗi một cái trục trặc của Donald Trump bây giờ Đúng không ạ Nó cũng đều trở thành một cái uh, điều để đáng nói uh, Chúng ta đã từng biết ấy, là trước đây thì ông ấy đã bị ám sát rồi Người ta còn nói rằng ông ấy đang đã và sẽ còn bị ám sát nữa Và bây giờ thì những trục trặc như này nó, nó nó tạo lên những cái gì Truyền thông nói rất nhiều về việc Donald Trump có khả năng bị ám sát Và các cơ quan mật vụ Mỹ nói rằng là nếu như Donald trump mà muốn an toàn thì ông ấy đừng có đi lại nhiều mà Donald trump bây giờ đi lại thì chủ yếu là vận động tranh cử không đi lại vận động tranh cử thì chắc chắn ông ấy sẽ thua đấy cho nên chúng ta thấy rằng là ngoài cái việc nhắm vào việc là ám sát thì chúng ta nhìn thấy có cả một cái nỗ lực để ngăn cản Donald trump có thể xuất hiện ở những cái nơi công luận quan trọng nữa đúng không ạ và chúng ta kết nối với lại những gì diễn ra mà đến ngày gần đây thì càng ngày người ta càng đưa ra những cái chứng cứ thuyết phục về việc là rất có khả năng và rất có khả năng thì cái vụ uh, ám sát Donald đồ đồ Trump là một cái vụ mà đã được lên kế hoạch và những cái uh, lực lượng bảo vệ nào đó ở trong chương trình đó đã bị thỏa hiệp từ trước. Ý nói là có tay trong. Đây là hình ảnh máy bay của ông đã hạ cánh xuống uh, Binley. Như vậy là con đường điện dẫn tới Nhà Trắng của Donald Trump nó không hề đơn giản đúng không ạ? Và nếu chúng ta kết nối những sự kiện này, sự kiện ám sát, rồi những cái sự kiện uh, liên quan tới việc cố tình ngăn cản Donald Trump và sự kiện đưa bà Kamala Harris ngày hôm trước hôm sau đã chuẩn bị vượt qua Donald Trump trên các cuộc bình chọn, thì cho thấy nó là một cái kế hoạch được già xây dựng đúng không ạ được tổ chức rất kỹ lưỡng từ trước à, như vậy thì càng khẳng định rằng là thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm đối với lại donald trump và chúng ta sẽ chứng kiến năm nay à, gọi là khán trường nước mỹ chính trường nước mỹ sẽ cực kỳ là sôi động với những cái tình tiết mới sẽ diễn ra từ giờ cho đến tháng 11. và quay trở lại nước anh thôi và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị kêu Stammer. Một cái người mà ngày đầu lên làm thủ tướng. Vâng. Chúng ta đã có một cảm giác của giác quan thứ sáu, đúng không ạ? Không biết ngày đấy thì ông ấy lên thì được sự ủng hộ của bao nhiêu bàn dân thiên hạ. Chắc chắn là nhiều rồi. Bởi vì là ông phải nhiều thì ông mới đánh bại được ông Sun Nắc, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta hãy xem. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã tụt ở mức độ không phanh. Và đã tiếp cận gần với Olaf Scholz đến nơi rồi. 22% tỷ lệ phản đối 60% và những người trung lập chỉ chiếm 16% thôi. Tỷ lệ phản đối đã gần bằng tỷ lệ 3 3 lần tỷ lệ của những người ủng hộ. Làm gì có người lãnh đạo nào có thể lãnh đạo đất nước của mình với cái tỷ lệ như vậy. Trong khi đó thì trên đường phố vẫn tiếp tục diễn ra những cuộc biểu tình, còn chính phủ nước Anh thì liên tục tiến hành những cái cuộc thanh trừng. Và nước Anh thì ngoài việc thanh trừng trên đường phố, người ta còn tiến hành cái thanh trừng một cách cực kỳ gắt gao trên mạng, không chỉ nhắm vào dân Anh mà còn công dân Anh ở nước ngoài. Chúng ta có thể đi tới một vài những quan chức của nước Anh đã nói thế này là chúng ta sẽ đem công lý tới những kẻ, cho dù những kẻ đó có phạm tội trên đường phố hay là trên online, chúng ta sẽ truy tố bọn chúng Thậm chí cả đối với những kẻ mà kích động hận thù bạo lực online bao gồm cả Elon Musk. Thậm chí đối với những kẻ đang bấm bàn phím mà thì chắc chắn rằng là bàn phím đó sẽ không bảo vệ được bọn chúng khỏi luật pháp. Các người sẽ bị bắt và sẽ buộc phải nhận tội bởi vì đã kích động cái sự thù hận, sắc tộc và vân vân Thông qua những bài đăng trực tuyến comment bình luận của mình. Chúng ta sẽ truy cứu những kẻ này theo cách mà chúng ta sẽ bắt và truy cứu những cảnh khác trên đường phố bởi vì bọn chúng là mối đe dọa với xã hội của chúng ta. Và như vậy là ở một cái quốc gia yêu tự do, dân chủ ở trên chính đất nước mình nhưng mà đã dành cả trăm năm để đi gieo rắc sự chia rẽ, gieo rắc sự thù hận, sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng vòng quanh thế giới. Và nhưng bây giờ thì có vẻ như mọi thứ nó đang quay trở lại chính cái đất nước mà đã làm điều đó nhiều nhất và lâu nhất từ trước đến nay. Trong khi đó thì truyền thông nước này vẫn tiếp tục đưa ra những uh, gọi là tiêu đề nói rằng là những website của nước Nga đã lan truyền tin giả và những tin giả này đã kích động uh, những cái vụ tấn công uh, giết người ở khu vực Saupost và đã kích động bạo lực trên toàn quốc và như vậy là một cái người đàn ông đã đâm uh, ba phụ nữ trong đó có cả trẻ em bị thiệt mạng và bị thương uh, hóa ra lại là ảnh hưởng của nước nga theo như các tờ báo và chính phủ anh vậy là cuối cùng chúng ta có gì liên quan đến cái sự bất lực của chính phủ và sự hỗn loạn trong nước thì bây giờ nước anh đã nhắm cái uh, cái, cái, cái 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 mục tiêu của mình vào nước nga họ nói rằng nước nga đang tiến hành một chiến dịch sử dụng các website các hãng truyền thông và các nhân vật ảnh hưởng mạng xã hội để mà kích động bạo lực để khiến cho quốc gia của xứ sở sương mù này rơi vào cảnh hỗn loạn những ngày vừa qua thế nhưng trên đường phố rất nhiều những cái khẩu hiệu và những cái lời hô hào chủ yếu người ta chỉ trích dẫn ra từ của các quan chức của hai đảng trong các cuộc biểu tình và các cái cương lĩnh tranh cử gần đây và như vậy không khó để chúng ta nhận thấy cái nguồn gốc của những cái tinh thần mà mang tính chất phân biệt chủng tộc ở nước Anh nó bắt nguồn từ đâu ra. Thế nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều do Putin. Thậm chí một cái trang, một cái tờ báo như metro.co.uk cũng rất ít khi nói về chuyện vàng chính trị. Lần này thì cũng đưa trang nhất, và đó là... Nước Nga đang nhắm tấn công vào các kênh mà có tư tưởng cực hữu và những con tốt của Putin đang uh, tiến hành những cái biện pháp để mà gọi là khiêu khích bạo lực ở nước Anh. Một lần nữa, đúng không ạ, một cái vấn đề nổi lên rất lớn trong một cái bối cảnh kinh tế xã hội cực kỳ tồi tệ ở nước Anh, nhưng người ta không tìm cách để người ta giải quyết mà cuối cùng người ta tìm cách để người ta đổ cho người khác và như vậy tất nhiên vấn đề sẽ rất lớn và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đến một cái mức độ à, và sống còn đúng không ạ nó gọi là vong quốc à, các vấn đề liên quan đến ở anh ấy thì thực tế liên quan tới um, phân biệt chủng tộc và sắc tộc ấy thì cái này thì chúng ta đã dự đoán từ rất lâu rồi nó là một vấn đề gọi là cố hữu của nước anh cách đây hàng chục năm rồi và chúng ta hãy đến với khu vực trung đông như vậy là hôm nay ở trung đông ấy thì uh, có thêm những cái tin đồn về việc là uh, iran sẽ nhận vũ khí của nga rồi nga sẽ nhận vũ khí của iran trong đó thì theo một cái thỏa thuận mới iran sẽ cung cấp cho nga hàng trăm các loại tên lửa đạn đạo rất sớm và những tên lửa đạn đạo này có khả năng sẽ tham chiến ở chiến trường ukraine trong thời gian ngắn tới đó là những dòng tên lửa đạn đạo Phát 360. Ừ. Mà Iran nói rằng là có khả năng cung cấp cho Nga số lượng lớn mặc dù là đang có những cái sự căng thẳng tột độ với lại Iran. Người ta đã cho biết là theo những cái nguồn tin đến từ châu Âu, một loạt các cái sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của Nga đã được cử sang Iran để à, gọi là tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nào đó. Và rất có khả năng điều này à, cho biết là những tin đồn trên trở thành sự thật như vậy là tiếp tục 24 giờ nữa trôi qua chưa có một cái vụ đáp trả nào đến từ Hezbollah và Iran cho nó ra tấm ra miếng đúng không ạ mặc dù những ngày gần đây người ta đã nói rất nhiều về việc là cứ 24 giờ thì sẽ có một cái uh, lời cảnh báo về việc là Iran sẽ tấn công đáp trả rồi ngày nào thì cũng có những cái sự cảnh báo về việc là đóng cửa không phận rồi uh, giới hạn máy bay bay, bay đi bay lại vân vân thế nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chưa diễn ra à, và những ngày gần đây thì uh, người ta còn uh, nói về việc là có khả năng Iran đang trì hoãn để mà uh, cân nhắc một cái nhiệm vụ lớn hơn đó là họ hy vọng uh, sẽ không tấn công trả đũa Iran, Israel trong trường hợp mà Israel với các quốc gia uh, vâng với Hamas có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở giải gaza trong đó thì thậm chí tổng thống của Iran ngày hôm qua ông đã nói rằng là cần thiết phải có ngay một lệnh ngừng bắn đạt được ở giải gaza và nước này sẽ xem xét lại những chính sách đáp trả của mình trong vụ tấn công trả đũa các nước như là Mỹ, Qatar và Ai Cập cũng đồng thời kêu gọi một cái lệnh ngừng bắn trong ngày gần đây còn ngày hôm nay tổng thống Pháp cũng đã không tình cờ và cũng một cách tình cờ đã viết là Ông nói rằng là cuộc chiến ở Gaza phải ngừng bắn ngay lập tức. Như vậy có vẻ như là không khí kêu gọi ngừng bắn đã mở rộng ở khu vực Trung Đông. Thậm chí đến chính thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua thì cũng đã kêu gọi là tiếp tục đàm phán và có vẻ như Iran đã sẵn sàng để chấp nhận một cái lệnh ngừng bắn liên quan tới giải Gaza. Để đổi lấy việc là không có leo thang tình hình và không đáp trả với vụ tấn công của Israel ở Tehran vào hồi tuần trước. Trong khi đó thì tàu bè của các nước phương Tây, trong đó có cả Mỹ, cả các nước Tây Âu như là Tây Ban Nha cũng đang trên đường đến các nơi rất nhạy cảm. Thậm chí là tàu của Tây Ban Nha, tàu chiến đã đến cả cửa vịnh Hormuz, tức là cửa viện Ba Tư đấy. Còn chính quyền Mỹ thì cũng vừa cung cấp cho Exxon một hợp đồng trị giá 3,5 tỷ đô la. À, trong khi đó thì quan chức ngoại giao tiếp tục kêu gọi đàm phán hòa bình. Còn ngày hôm qua thì à, tại à, Iraq, lực lượng kháng chiến nước này đã tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại biên giới Iraq-Syria. À, người ta nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn và những vụ cháy nổ bốc lên từ mặt đất rất to không rõ là cái kết quả của cái vụ tấn công kể trên như thế nào Ngày hôm nay thì ở trong biên giới Syri lại một lần nữa căn cứ quân sự khác của Mỹ ở tỉnh Khabat Anji miền Bắc Syria cũng bị tấn công bằng UAV Rất nhiều nguồn tin cho biết người ta thấy xe cộ bị cháy rồi những binh sĩ của người Mỹ bị thương và tuy nhiên đến thời điểm này cũng chưa có thông tin cụ thể à, mặc dù thông tin như vậy đã được xác định rất rõ rồi vậy là đến thời điểm này thì chúng ta không biết rằng Iran đang chơi một cái trò mèo vờn chuột mới là Israel hay thực sự là họ muốn đánh đổi một cái cơ hội trả đũa đúng không ạ à, lấy một cái ngừng bắn tạm thời hoặc là ngừng bắn vĩnh viễn ở giải Gaza chưa bao giờ chúng ta thấy rằng thế giới có những cái mà nó thú vị như ngày hôm nay đúng không ạ đổi lấy một cơ hội trả thù để đổi lấy hòa bình, kể cũng là một cái sự kiện rất hay. Cái việc này ấy, thì nó giúp cho Israel có thể hạ hỏa và có cái cớ để xuống thang, đúng một cái đất nước như họ rất cao ngạo, nó rất khó để có thể xuống thang. thì đây cũng là một cái cơ hội có thể nói rằng là không tệ về phía Iran thì người ta cũng tuyên bố là với những cái tình tiết gần đây liên quan đến cái vụ ám sát người ta có thể xem xét và giảm nhẹ các cái quy mô của cuộc tấn công này nọ như vậy đã có những cái tình tiết nào đó mà bản thân Iran cũng thấy rằng là không có cái nhu cầu để tiến hành đáp trả một cách quy mô lớn và gắt như là cách đây một tuần nữa đúng không ạ và như vậy thì dù sao cũng hy vọng là hòa bình sẽ sớm đến với lại vùng đất Trung Đông tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng đó chỉ là những hòa bình tạm thời mà thôi hãy nhìn các chỉ số công nghiệp quốc phòng của nước mỹ đúng không ạ hãy nhìn các chuyến hàng những chuyến máy bay đáp xuống các sân bay như israel gọi là kéo dài vô tận quý vị có thể xem đây là một chuyến hàng uh, của nước mỹ đáp xuống sân bay ben gurion tại thủ đô tel aviv và nó bay dập dìu suốt cả ngày như vậy là sẽ không có hòa bình lâu đâu trừ khi nào thế giới này có thể tạo ra một kỳ tích đó là thiết lập thế giới đa cực và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngày sau đây và một câu hỏi này có từ khá lâu nhưng mà nhân dịp Nagasaki thì chúng ta sẽ gọi là khôi phục đúng không ạ nhiều người nói rằng là kể cả mỹ ném thêm bom hạt nhân chưa chắc nhật đã đầu hàng đúng hay sai vâng đúng là chúng ta nhìn thấy ấy. ở truyền thông phương tây thì tất nhiên là người mỹ đúng đánh bại phát xít hitler thì tất nhiên rằng là bom nguyên tử đã bắt nhật bản đầu hàng là chuyện đương nhiên rồi đúng quý vị cái chuyện đấy thì chúng ta thấy nó rất là logic thôi kể cả là chúng ta đặt mình vào vị trí người mỹ thì chúng ta cũng sẽ nói là như vậy Vừa nói chung là cái công lớn của người Mỹ và thứ hai nói là cái quả bom nguyên tử nó quá dã man, đúng không? Không nước nào có thể gọi là dám cưỡng lại cái gọi là sức mạnh hủy diệt của quả bom cậu bé béo phì và một quả bom đặt tên là Fat Boy đấy. Thế nhưng ấy, nếu như mà chúng ta nghiên cứu về các vấn đề chiến tranh thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải hiểu một cái vấn đề là để mà đánh chiếm được Nhật Bản ấy thì rất khó. Thực sự lớn rất khó. Uh, và nếu như mà để từ người Mỹ đánh chiếm được Nhật Bản thì cực kỳ khó bởi vì cái công tác quan trọng nhất là người ta phải đổ bộ lên và hình thành được các cái trận địa đấy mà không những thế là phải làm nhiều cái khác nhau đối với lại Nhật Bản nhiều giai đoạn khác nhau như vậy là nó phải có một cái hậu cần cực kỳ mạnh ở gần Nhật Bản thì người ta mới có thể làm được điều đó và chúng ta biết thời điểm đó thì nước Mỹ không có bất kỳ một cái điểm nào có thể làm được được cái điều tương tự và như vậy họ sẽ phải hành quân hàng nhiều nghìn km xa đúng không quý vị chúng ta tưởng tượng xem à, bất kỳ một cuộc đánh chiếm nào tất cả những cái không quân hải quân vân vân ấy, nó được trở là điều hỗ trợ mà thôi nhất là gặp một cái đối thủ như Nhật Bản thì rõ ràng là không quân thì tất nhiên là không đương nhiên là không rồi hải quân thì phần nào đó có nhiều cơ hội hơn nhưng mà Nhật Bản vẫn là một cái đất nước mà mặc dù họ bị tàn phá nhưng mà họ đâu có nhường đâu đúng không ạ có thể nói là họ cái sức kháng cự của họ cực kỳ khủng khiếp và họ sẵn sàng dùng máy bay để đâm vào tàu chiến của Mỹ thì điều đấy cho thấy rằng là Mỹ không có cơ hội nhất là phải sử dụng rất nhiều tàu đổ bộ mang theo rất cồng cành mới trở được số lượng quân lớn để áp sát bờ biển chắc chắn trở thành những mồi ngon của pháo phòng không pháo bờ biển rồi máy bay máy biếc của Nhật Bản và các loại phương tiện khác kể cả đổ bộ lên được cũng không rất là khó để có dễ giữ chúng ta nhìn thấy những cái trận đánh ở các hòn đảo mà khi nước Mỹ đã thế thượng phong khắp Thái Bình Dương rồi nhưng mà gặp cái sự kháng cự cực kỳ ác liệt người Nhật đúng không ạ? Có những cái người mà uh, bị Mỹ vây tứ bề xung quanh chỉ còn 3 bốn người ấy mà người ta phòng thủ thêm hàng chục năm nữa đấy quý vị. Đến khi chiến tranh kết thúc rồi mà người ta vẫn không tin <laughs> đúng không ạ? Chúng ta đã có những câu chuyện như vậy và rất nhiều những câu chuyện người ta phòng thủ thêm hàng năm nữa là có cho đến khi là hoàn toàn có tuyên bố đầu hàng lúc bây giờ thì người ta mới ra hàng. Trong các trại lính mà Nhật bắt của Mỹ cũng như vậy thôi Diễn ra rất nhiều cái việc mà Ở Nhật chỉ có khi lệnh đầu hàng Thì người ta mới buông xuống đầu hàng Còn trước đó người ta đánh nhau như bình thường Không có dấu hiệu kể cả người ta đang thua Không có dấu hiệu gì là là đầu hàng cả Và kể cả là bị ném bom nguyên tử Cho nên chúng ta thấy Đầu tiên mình phải hiểu từ cái nguyên tắc là gì Là Nhật Bản phòng vị cực kỳ ác liệt Và ác liệt thì liên quan gì đến cái chuyện đánh chiếm ác liệt như vậy thì rất là khó để cho một cái đất nước khác có thể đổ bộ vào lãnh thổ chính của nhật bản mà cực kỳ khó cho một đất nước từ xa đấy ý nó là nằm ở cái chỗ đó nó mang tính chất liên quan tới chiến địa thực sự ấy cho nên là nhiều người ở chiến trường ukraine bây giờ nói về những cái mặt trận odessa ấy, đúng không ạ nó không đơn giản đâu và cái điều này nó không chỉ riêng nhé quý vị nhé, bây giờ tôi sẽ nói một vài những vấn đề mà trong chính sách lịch sử, tôi không nhớ là lịch sử của cái phiên bản nào của chúng ta đã viết ấy. À, còn ở trên video trên mạng thì, và và trên hình ảnh trên mạng rất nhiều. À, vào cái thời điểm năm 1945, thì máy bay của Mỹ tấn công vào Tokyo, tức là thủ đô Nhật Bản, ở lúc bấy giờ chỉ trong vòng một thời gian cực kỳ ngắn thôi. Hơn 100.000 người đã bị thiệt mạng. 25% lãnh thổ Tokyo hoàn toàn bị xóa sổ xuống tận mặt đất. Hơn 100.000 người có nghĩa rằng là cái vụ Nagasaki mà Mỹ ném bom nguyên tử ấy, chỉ có tổn thất khoảng độ 70.000 người thôi. Nhưng mà hơn 100.000 người đã chết trong cái vụ mà Mỹ ném bom chỉ có vào Tokyo thôi. Sau này thì người ta mới tiết lộ ra những cái tài liệu của ông tướng gì của nước Mỹ hồi là tướng... Um... Vâng, tôi không còn nhớ tên nữa. Nhưng ông ấy là tác giả của một cái chiến dịch đánh bom vào lãnh thổ Nhật vào những giai đoạn cuối để ép Nhật phải đầu hàng. Trong đó thì họ đề xuất tấn công vào 8 thành phố lớn nhất của Nhật Bản và có thể khiến cho nửa triệu người thiệt mạng từ các vụ đánh bom đó và khiến hàng chục triệu người khác phải di rời, ly tán nhà cửa. Và cùng cái thời điểm họ tấn công vào Tokyo ấy, thì Nhật Bản đã bắt đầu tấn công một loạt vào các cái thành phố lớn. Những thành phố mà có cái số lượng người dân tầm 5-70 nghìn người trở lên, tức là lớn đấy. Và vào thời điểm mà Nhật bắt đầu, Mỹ bắt đầu đánh bom vào Tokyo thì họ cũng tiến hành cái chiến dịch tấn công vào các thành phố lớn có cái quy mô dân số hơn 100.000 người. Hơn 60.000 người, tôi nhớ. trên dưới 100.000 người trở lên. Có rất nhiều thành phố ở Nhật như thế có vài chục thành phố như vậy. Và sau này người ta thống kê nó có tới khoảng gần 70 thành phố đã bị tấn công và hoàn toàn hủy diệt bởi bom của Mỹ. Nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Và người Nhật không chịu đầu hàng. Đúng ạ. Người Nhật không chịu đầu hàng rồi sau đó cả bom nguyên tử đầu tiên ném xuống Hiroshima uh, khiến cho đâu đấy 100.000 người thiệt mạng. Người Nhật cũng không đầu hàng và không có dấu hiệu kinh hoàng không có dấu hiệu hoảng loạn luôn. Bởi vì là trước đó thì đã có tới hàng bảy chục thành phố đã bị hủy diệt rồi. Và Hiroshima thì chỉ là một thành phố nữa mà thôi. Đấy, chúng ta thấy Nhật dã man mức độ đấy mà. Bởi vì Nhật biết một điều rằng là nếu như họ không đầu hàng thì nước Mỹ cũng nằm mơ hoặc là sẽ phải trả giá cực kỳ đắt để có thể tiến tới đánh chiếm lãnh thổ của họ được đấy đấy là một cái điều mà uh, Nhật vẫn nuôi cái ngôi sao hy vọng của mình trước cái thời điểm mà chúng ta nói đó là thời điểm mà Liên Xô bất ngờ tuyên chiến với lại Nhật và họ đã tấn công vào vùng Quan Trung, vâng đạo quân Quan Trung ở vùng uh, gọi là uh, Mãn Châu Quốc đấy đúng không ạ, bây giờ là cái vùng uh, Đông Bắc của Trung Quốc, Hắc Long Giang, Đại Liên rồi cái gì đó ở phía trên đấy. Và vào cái thời điểm đấy thì mình phải hình dung ra ấy, cái lãnh thổ Nhật Bản Không chỉ là thời điểm đó Mỹ chưa chiếm được cái gì của Nhật Bản Mà họ còn chiếm được cái vùng này mới là quan trọng này quý vị này Triều Tiên, Hàn Quốc hoàn toàn bộ này Hắc Long Giang thì có nghĩa rằng nó từ đây Mãn Châu Quốc lên tiếp tên khu vực này Đấy một khu vực Đại Liên, Nêu Linh, Cát Lâm, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Tè Tè, Cát Nhĩ gì đó Đấy từ đây lên có nghĩa rằng là cái lãnh thổ của Nhật ấy, phần lớn nó ở trên đây này. Và nó có một cái đế chế gọi là đế chế Mãn Châu Quốc ấy. Đúng không ạ? Đấy, đây là nhà nước Mãn Châu Quốc. Nó rất là to. Và như vậy là ngoài cái đế chế cũ của họ ở đây còn chưa bị uh, tấn công, xâm chiếm. Đúng không ạ? Chỉ bị tàn phá thôi. Thì họ còn, còn cái này. Cho nên là rõ ràng là khi Mỹ chưa ném bom quả bom nguyên tử thứ hai xuống thì Nhật Bản vẫn còn nguyên cái cơ hội để mà họ có thể duy trì được uh, không chỉ vùng này đúng không ạ mà vùng này vẫn còn là nguyên chưa ai động đến thế nhưng cái câu chuyện là lúc bấy giờ thì liên xô đã có những đến những cái dấu hiệu mà họ đã chuẩn bị dục dịch từ trước những ngày họ đã chuẩn bị chiến thắng phát xít những quân tinh nhuệ của liên xô bắt đầu được đưa ra ở hướng vùng viễn đông này bằng thời điểm thì tôi có thể là tôi nhớ nhầm một tí tức là cái này trước cái kia sau uh, một tí không quan trọng và khi Liên Xô phát động cuộc chiến đập tan cái đạo quân Quan Đông mà có ít nhất là một triệu người ở đây thì họ đã giúp Trung Quốc tái chiếm lại toàn bộ cái khu vực Mãn Châu. Mà chúng ta nhớ rằng đạo quân Quan Trung của Nhật ở đây Trung Quốc không dám đánh bởi vì là nó là đội quân rất là tinh nhuệ. Quân trên đảo của Nhật đấy không là phải là quân tinh nhuệ đâu mà tinh nhuệ nhất ở đây bởi vì họ biết rằng là họ phải canh ở khu vực này với việc là Trung Quốc có thể phản công và thậm chí họ cũng biết khả năng mặc dù lúc bấy giờ nhật và nga đã có những hiệp ước không xâm phạm thế nhưng mà họ biết là một ngày nào đó thì liên xô sẽ đánh họ sau khi đánh bại phát xít do so, liên quân của họ mới đóng đông đảo khủng khiếp đến mức độ như vậy thế nhưng mà nếu mà chúng ta học đọc cái lịch sử về cái chiến dịch quan trung ấy, mãn châu quốc thì chúng ta thấy là liên xô đánh quá ngầu chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà họ đã xé tan trận địa này và đập nát toàn bộ cái đạo quân hàng triệu người như vậy và sau đó thì buộc Nhật phải gọi là đầu hàng cái toàn bộ cái lĩnh, lãnh thổ của trên vùng Mãn Châu. Đến lúc này, đến lúc này thì câu chuyện nó mới ngã ngũ quý vị Đến lúc này thì người Nhật mới biết một mới mới chấp nhận một sự thật là gì. Mặc dù họ có thể ngăn cản Mỹ đổ bộ lên đảo, đúng không ạ? Và chấp nhận những tổn thất tiếp theo. Thế nhưng mà họ sẽ không ngăn cản được Liên Xô bởi vì những gì Liên Xô thể hiện trong vòng thời gian ngắn đã cho một triệu quân gọi là bốc hơi cộng với việc Liên Xô đã áp sát gọi là toàn bộ những bờ biển của Nhật Bản và Nhật Bản mất đi toàn bộ những cái gọi là cái 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 lực lượng chính ở khu vực này và việc Liên Xô ở cái đường hậu cần đã rất sát với Nhật Bản rồi cho nên Nhật Bản biết rằng với cái điều kiện như thế thì chắc chắn rằng là không còn cơ hội để có thể giữ được bờ biển. Liên Xô chắc chắn sẽ đổ bộ lên đảo Nhật Bản. Liên Xô đổ bộ lên thì chắc chắn là Liên Xô ăn đứt được Nhật Bản, nhưng mà Mỹ thì chưa chắc đã dám làm điều đó. Đấy thì chúng ta mới thấy đây mới là cái vấn đề đúng không ạ? Nhất là lúc bây giờ Mỹ thì đang tấn công Nhật nhưng mà Liên Xô có thể đã áp sát từ phía sau lưng như thế này rồi cho nên Nhật đã bất chấp những vấn đề của bom nguyên tử thứ hai hay không, họ đã buộc phải đầu hàng vì không còn cái cơ hội nào nữa và Nhật Bản biết một điều rằng ấy, một khi Liên Xô mà đã đánh Nhật Bản thì có nghĩa rằng họ sẽ làm gọi là tan rã toàn bộ cái cơ cấu cấu trúc về xã hội của Nhật Bản. Quý vị nhớ đấy mới là cái điều mà tại sao Nhật Bản phải chọn đầu hàng Mỹ. Là Liên Xô không có cho Nhật Bản bất cứ một cái lời hứa nào, nhưng chính phủ Mỹ đã làm việc với chính phủ Nhật Bản để cam kết rằng nếu mà Nhật Bản đầu hàng Mỹ thì toàn bộ cái giới tinh hoa của Nhật Bản còn nguyên. Và đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng ngay sau khi kết thúc cuộc chiến thì Nhật Bản đã những cái công ty của các tập đoàn tinh hoa đấy của Nhật Bản đã không những là không bị tàn phá mà còn được đầu tư, còn được hỗ trợ này nọ đến từ Mỹ để họ làm một cái sự lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế. Còn cái thời điểm bấy giờ Mỹ rất cố gắng để mà làm điều đó, có nghĩa là họ đã có sự một ngăn chặn và họ có những lời đe dọa, nếu như Nhật Bản mà không đầu hàng, cái này thì tôi đoán thôi. Cái ý ý cái đoạn bịa này này, cái đoạn mà mà đe dọa này thì nhật bản sẽ hứng chịu một cái sự hủy diệt nữa bằng các quả bom nguyên tử đúng không ạ à, tất nhiên là bom nguyên tử thì không phải là đùa thế nhưng mà cái câu chuyện một điều rằng là nếu như không có cái việc này thì rõ ràng nhật bản đã không đầu hàng và họ đã đầu hàng mỹ bởi vì nếu không mỹ sẽ hủy diệt nhật bản đúng ạ. À. Còn nếu đầu hàng Mỹ thì Nhật Bản các cái giới tinh hoa mà đứng đằng sau giới chính trị ấy họ sẽ còn nguyên mà không những thế mà họ còn nhiều hơn nữa. Cho nên là họ đã tìm cách để đầu hàng Mỹ. Còn họ biết rằng ấy người ta bơm vào đầu của họ cũng như là chính bản thân của cái chế độ quân phiệt Nhật Bản là họ rất sợ chế độ cộng sản thời bấy giờ vào sẽ tiến hành những cái cuộc thanh trừng này nọ nhắm vào cái giới thượng lưu và giới tinh hoa, tức là ngược lại với người Mỹ. Đấy và chúng ta cũng biết rồi, cái luận điệu đấy nó khắp nơi đúng không ạ? Sau khi mà uh, chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào có Liên Xô thì người ta đều nói rằng là sẽ có những cuộc thanh trừng đẫm máu. Thậm chí là Việt Nam chúng ta chúng ta cũng còn nhớ như vậy. Nhưng mà làm gì có cuộc thanh trừng đẫm máu nào đúng không, quý vị? Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là phương Tây người ta rất giỏi trong vấn đề truyền thông cho nên là người ta đã thuyết phục được Nhật Bản đầu hàng người Mỹ. Và ở hồi bấy giờ chính quyền Nhật Bản và chính quyền Thiên Hoàng và và nhà vua Nhật Bản đã có những cái gì đó mà nó gọi là họp hành rồi đấu tranh cân não lắm. Cũng có phe này phe kia để chọn đầu hàng bên này bên kia đấy chứ không phải là không đâu. Thế nhưng vì những lý do đó mà chúng ta phân tích cả về vấn đề chính trị lẫn vấn đề địa chính trị đúng không ạ rồi vấn đề liên quan tới quân sự mới dẫn tới cái lý do mà Nhật đầu hàng. Và tất nhiên quả bom nguyên tử thứ hai ném vào Gan Nagasaki nó không phải là một yếu tố đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. mấy yếu tố quyết định để khiến Nhật Bản phải chọn đầu hàng. Đó là họ đã mất toàn bộ mãn châu quốc và đã bị phía Liên Xô... Có họ hiểu rằng Liên Xô sẽ đánh chiếm vào các hòn đảo Nhật Bản và thực tế thì họ đã chiếm các cái vùng ở bán đảo phương Bắc, quần đảo Kirin, Kiriak gì đó rồi đúng không quý vị nhưng chỉ có điều rằng là lúc bây giờ nhật bản thì lại chọn để đầu hàng mỹ đấy thì cái câu chuyện đó nó mới dẫn tới cái việc là người ta nghĩ rằng quả bom nguyên tử do mỹ ném thì khiến cho nhật bản đầu hàng đồng minh nhưng mà cái câu chuyện nói chúng ta tìm kỹ hơn thì nó có nhiều những tình tiết mà nó, nó gọi là xung quanh cái việc đấy như vậy và việc đấy thì chúng ta rõ ràng chúng ta nhìn thấy rõ ràng một người chơi như mỹ đúng không ạ người chơi trên đảo họ làm cái việc đấy là chuyện đương nhiên thôi à, chúng ta cũng sẽ làm như vậy khi nào chọn đầu hàng thì phải chọn làm sao đấy để ép cho kẻ địch đầu hàng mình. Thì như vậy bản thân chúng ta cũng thấy rõ là sau khi Nhật Bản đầu hàng Mỹ thì Nhật Bản trở thành một cái uh, nền kinh tế đồng minh cực kỳ quan trọng như Mỹ, một thị trường rất quan trọng và cũng như là đóng góp vào thị trường của Mỹ, giúp Mỹ phát triển rất là nhanh những thập kỷ sau đó, đúng không ạ? Và cuối cùng sau đó thì Nhật Bản phát triển đến mức độ mà chính Mỹ cũng phải ra tay để đập cho cho một cái tát choáng váng, có nghĩa là nhật bản mang lại giá trị cho mỹ cực kỳ lớn có thể nói rằng là cái đế chế mỹ được như ngày nay ấy, là một cái phần rất lớn liên quan tới cái đồng minh nhật bản mà loại là đồng minh cho sang mồm chứ thực ra nó là chư hầu và đến bây giờ không chỉ vấn đề kinh tế mà vấn đề địa chính trị ấy, thì vẫn nhật bản vẫn là một nơi mà sẽ đem lại cho mỹ vô vàn giá trị có thể nói rằng mỹ vẫn còn thống trị được ở biển thái bình dương và hai bờ thái bình dương cũng là bởi vì nhật bản cũng chỉ có Nhật Bản thì với cái tiềm lực quân sự, tiềm lực công nghiệp và tài chính kinh tế mới có thể đương đầu được với Nga với Trung thôi. Đấy, cho nên là Mỹ vẫn đang có tìm cách để quân sự hóa đất nước này và tiếp tục kìm tỏa đất nước này để mà làm cái răn đe kìm chế này nọ vân vân. Chứ còn nếu không có Nhật Bản thì Mỹ không được như ngày hôm nay đâu. Đấy, mình nói xa, nói gần, nói tuyệt một phát như vậy cho là xong. Như vậy là Mỹ đã đi một cái bước cờ, một cái bước đi trong cái ván cờ có phải nói là cực kỳ là hiểm, đúng không ạ? Giống như họ đi vào cờ vào nước Đức thôi. Họ chờ cho Đức với Nga đánh nhau chán rồi, sau đó Nga tiến gần đến Đức thì bắt đầu đổ bộ tấn công hối hả vào Đức và chiếm cái phần Tây Đức, đúng không ạ? Và Tây Đức sau đó cũng giúp cho Mỹ rất nhiều và cũng không kém gì Nhật là bao nhiêu, mà nếu không muốn nói nhiều lúc là còn hơn. Và bây giờ Đức vẫn tiếp tục giống y như Nhật ở phương Tây, những gì mà Nhật làm ở phương Đông với Nga và Trung thì Đức đã làm điều đó với lại Liên Xô đúng không ạ? Và bây giờ là với phía Nga. Cũng chính bởi Mỹ đã chiếm được những cái phần phía Tây của nước Đức thì mới có Tây Đức. Rồi có Tây Đức thì mới có thống nhất nước Đức chứ còn nếu không thì bây giờ không biết tình huống nó như thế nào. Cho nên chúng ta sẽ thấy một điều rằng ấy là nếu mà nói đúng ra ấy, thì không khó để đoán đâu nhưng mà những người ở trên đảo ấy người ta luôn là người rất là chủ động trong thế cờ đúng không ạ lưỡng bại cầu thương ngư ông đắc lợi chúng ta sẽ thấy gọi là là nó tuyệt đối luôn mà thậm chí là biết cũng không thể cưỡng được kể cả những cuộc chiến ở ukraine bây giờ nó cũng như vậy trung đông cũng thế Cáp cát cũng vậy và nó có diễn ra ở vùng này, cũng như vậy thôi người Mỹ người ta không bao giờ bị thiệt và người ta luôn ra được những cái nước đi cuối đúng không ạ để mà chốt lại ván cờ, được tiếng cho họ và được cả miếng nữa. Thì nói thật ra ấy thì tôi không biết là Liên Xô tại sao lúc bấy giờ lại đánh vào Mãn Châu Quốc. Nếu Liên Xô mà không đánh Mãn Châu Quốc bấy giờ thì tất nhiên là chiến cuộc nó không tan rã, Nhật Bản không đầu hàng ngay như vậy đâu. Và chắc chắn nước Mỹ ấy, sẽ nếu mà muốn đánh chiếm nhật bản họ phải trả giá cực kỳ cực kỳ là đắt đấy chắc chắn là như vậy và nhật bản sẽ không đầu hàng kể cả là mỹ có ném thêm bom hạt nhân trừ khi mà họ có thể nói giải thảm bom hạt nhân thì tôi khỏi nói làm gì nhưng chắc chắn nếu mà mỹ chậm trễ thì nga có thể sẽ đổ bộ để đánh chiếm ở đâu đó những cái vùng quan trọng và rất có khả năng cục diện địa chính trị bây giờ nó đã khác chứ còn nếu như mà đúng nhá đúng như mình bỏ qua yếu tố đạo đức yếu tố này yếu tố kia bỏ qua mà chỉ có thuần túy là chơi cờ thì liên xô lúc bấy giờ có thể nói là mình không biết đúng không ạ nhưng mình có thể nói rằng chưa nên vội vã tấn công vào mãn châu mà lúc bấy giờ ấy, hạm đội của liên xô thầy phải tấn công ra ra đảo thái bình dương và tấn công vào những cái vùng phía bắc này đấy tấn công đánh thật đánh giả cứ đánh giả vờ đây đã rồi chộp giật chiếm được cái gì thì chiếm rồi sau này khép chặt rồi này nọ vân vân ấy thì bắt đầu mới tính vào mãn châu Mỹ không bao giờ có thể vào đánh Mãn Châu trước Liên Xô được. Tất nhiên đây là mình chém gió khi mình nhìn lại lịch sử, đúng không quý vị. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy như vậy. Tại sao cảm thấy như vậy? Bởi vì mình cứ nghiên cứu kỹ cái cách hành xử người Mỹ đi, thì mình sẽ phải thấy mình phải học được từ họ cái gì chứ, đúng không quý vị? Đấy. Thì như vậy là người Liên Xô có vẻ như là đã hơi sốt sáng quá trong cái chiến dịch Mãn Châu. Chứ còn nếu như mà phải là Mỹ vào thời điểm của Liên Xô ấy mà, thì tôi khẳng định với quý vị rằng là Mỹ sẽ không đánh Mãn Châu bởi vì họ sẽ đối mặt với đội quân rất là hùng mạnh của nhật ở đấy thì tất nhiên đấy là ý là trước khi đánh đúng không ạ mà họ sẽ tìm cách đánh để mà chiếm cái chiến lợi phẩm đã thì cái chiến lợi phẩm bởi vì mãn châu mà đánh được thì nó sẽ về tay trung quốc chứ đâu có về tay nga đâu đúng không ạ sau khi mà Nga đánh chiếm Hắc Long Giang các thứ nhá thì tất cả các vùng đấy đều về tay Trung Quốc hết chứ không phải về tay Nga Nga đã giải phóng các vùng đất đấy cho Trung Quốc rồi sau đó là đánh gần tan rồi Trung Quốc đơn bắt đầu mới tấn công được ở phía hướng dưới mới vượt qua được dãy trường Bạch trường Biếc gì đó cho nên là đúng ra ấy, thì Nga phải đánh về cái hướng này này đấy đúng không quý vị bởi vì lúc bấy giờ thì họ đã đánh được những hòn đảo Kurin Kuriak rồi Thế tội gì không đánh những hòn đảo ở phía trên uh, Hokkaido à Hay cái gì Sapporo uh, hokodakote đấy thì thật ra như thế thì nó nhẫn tâm đúng quý vị Thế nhưng mà đấy Bây giờ có ai chê người Mỹ nhẫn tâm đâu Đúng quý vị? Không ai chê người Mỹ nhẫn tâm cả Mà thậm chí là người ta còn ca tụng người Mỹ Là người đã đánh bại phát xít giải phóng châu Âu Đúng quý vị Đánh bại phát xít Nhật cũng giải phóng nước Nhật Khỏi bàn tay phát xít Tất cả những thông tin này quý vị có thể tìm thấy ở trên các trang trên mạng, những cái trang mà chúng ta chịu khó tìm kỹ một tí các cái tài liệu liên quan tới việc Nhật phải đầu hàng đối với như nào, nó có đều ghi lại hết đấy quý vị và không cần thì chúng ta cũng đã biết đúng không ạ? Ở tình thế như Nhật, bắt giờ bắt buộc họ phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy và những cái chi tiết nó rất thú vị liên quan đến việc mà chính phủ Mỹ lúc bấy giờ đã làm việc bí mật với lại giới tinh hoa Nhật Bản nhé liên quan đến chuyện đàm phán đầu hàng đầu hiếp đấy. đấy và những cái lời đe dọa đấy giết đấy còn Liên Xô thì không có uh, những cái hoạt động đại loại như vậy. Uh, không có việc là nói là các ông yên tâm là tôi sẽ giữ vai uh, ngôi vua, tôi giữ thủ tướng, tôi giữ các nhà tài việt vân vân không có và chúng ta biết là liên xô sẽ không giỏi để nói chuyện với nhật bản kiểu như vậy đúng không ạ mà người mỹ vốn dù sao thì cái chế độ uh, chính trị thời bấy giờ ấy, cái thế kỷ 20 ấy, nó rất là nặng nề về chế độ chính trị hệ tư tưởng chính trị ấy, thì cái hệ chính trị của nhật bản ấy nó có cái sự thân thiện hơn với lại các nước uh, gọi là tư bản cho nên nó dễ làm và người ta rất dễ để dọa rằng là hồng quân sẽ tiến hành tắm máu <laughs> quý vị à, cho nên chúng ta sẽ thấy là lịch sử nó rất là thú vị và để mà chúng ta nhìn thấy người mỹ tại sao bây giờ người ta vẫn duy trì những cái chính sách như vậy bởi vì người ta đã quá thành công trong quá khứ với những chính sách chia để trị đúng không ạ à, gọi là ném đá giấu tay tiện tay dắt dê rồi là cái gì đấy vân vân theo phan sơn thì sau khi ukraine tấn công vào tỉnh cớt Nga sẽ đánh Sumi hay không? Vâng, đánh hay không thì thông thường nếu quý vị hỏi cái việc có hay không thì tôi cũng không thể trả lời được, nhưng mà tôi sẽ phân tích cùng quý vị. À, quan trọng nhất là cái thế thôi, cái động lực thôi, đúng không ạ? Trong cái vấn đề địa chính trị ấy. Chúng ta cũng biết rằng là ngày xưa ấy, thì hồi chiến dịch năm 2022 thì Nga đã từng dùng cái bản đạp Suda nơi mà đang giao tranh dữ dội ấy, để tấn công vào Sumi. Họ đã chiếm được rất nhiều các cái khu vực Sumi, đúng không ạ? còn về phía ukraine thì đây là mình đang nói chuyện lịch sử thì họ cũng nói rằng họ tấn công vào sumi để đòi lại những vùng đất lịch sử thì cái đấy là mình cũng không tìm hiểu lịch sử kỹ để xem nhưng mà ở đây chúng nó có một cái yếu tố rằng là thực tế trừ khắc cốp sumi là một cái nơi mà nó mang cái ý nghĩa chiến lược rất quan trọng nhưng mà nó lại là một cái nơi mà nga rất là lưỡng lự bởi vì tại sao bởi vì ở đây ấy, cái lực lượng mà thân nga nó không có đông đảo ở hai tỉnh này, đấy là một cái kể cả là Poltava và tất nhiên là cả Kiev nữa, nó không đông đảo như là Kharkov cho nên là tôi đã từng phân tích cùng quý vị, cái việc mà đánh chiếm vào một cái nơi mà cái mức độ đồng hóa sự ủng hộ của người dân nó không cao đối với lại cái quân đánh chiếm ấy, nó sẽ tạo ra vô vàn khó khăn thực sự là như vậy, không phải đơn giản đâu nhất là càng trên đường dài và những cái lúc khó khăn nó xảy ra cộng với lại sự hoạt động ác liệt của đối thủ ấy, thì chúng ta thấy ở khắp nơi trên thế giới thôi là phong trào giải phóng này giải phóng kia đúng cuối cùng ờ, đúng ạ à. thì cuối cùng đều thành công trên đường dài đường ngắn đều thành công Đấy, và nó liên quan đến cái việc là cái sự ủng hộ người dân với lại những lực lượng chiếm đóng thấp hay cao thì nó mới quyết định được cái vấn đề đó thế cho nên là về cái vấn đề liên quan tới việc là nga có muốn chiếm sumi hay không thực sự mà nói họ không muốn chiếm Họ không muốn chiếm, nhưng mà không muốn chiếm là ở khía cạnh là họ không muốn chiếm để sát nhập vào lãnh thổ của họ, giống như họ làm với bốn tỉnh kia. Bởi vì là cơ bản nó, cái mức độ đồng hóa nó rất thấp. Đấy, thứ nhất là như vậy. Và chúng ta cũng biết là ở trên này ấy, thì các vấn đề, mình nói cứ nói thẳng ra, vấn đề tài nguyên và các cái uh, nguồn lực kinh tế nó không đáng kể. Nhưng nó lại có vị trí rất quan trọng về chiến lược trong chuyện trận đấu này và trên đường dài nếu hình thành cái cục diện NATO Nga. Đây là hai nơi mà gần với lại thủ đô Nga nhất. Đúng không, quý vị, đấy, cho nên đây mới là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là mặc dù Nga không muốn ở khía cạnh dân sự nhưng mà ở khía cạnh liên quan tới chiến cuộc và chiến lược trên đường dài thì nó lại cực quan trọng. Về chiến cuộc thì nó quan trọng như thế nào? Chỉ khi Nga đánh được Sumi thì họ bắt đầu mới có thể uy hiếp được khắc cốp một cách thực sự và Chechnya, Poltava và thậm chí là Kiev nữa. Như vậy thì nếu Nga muốn giải quyết cuộc chiến thì họ phải đánh vào Sumy. Đấy, cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Thế cho nên vì những lý do như vậy là chúng ta cũng không biết thực sự là uh, Nga có muốn Sumy hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tính cần thiết, đúng không ạ? Mặc dù muốn hay không thì không biết, nhưng mà tính cần thiết phải giải quyết vấn đề này. Thế nhưng mà để mà bảo nhiên tự nhiên giờ đánh vào Sumi không phải là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là Nga đã phải uh, chờ đợi, uh, đã phải hứng chịu tổn thất, uh, đã phải làm đủ thứ, đã phải uh, tranh luận, đã phải cãi cọ, đã phải uh, đại khái là mình ý nói rằng bỏ rất rất nhiều nỗ lực thì họ mới dám tấn công vào khắc cốp, chúng ta nhớ như vậy. Và Putin đã phải nhắc đi nhắc lại về việc tạo vùng đệm rồi uh, vân vân đúng không ạ? chính trị gia tranh luận này nọ vân vân thì bắt đầu mới có cái chiến dịch như thế này và nó cũng rất là giới hạn thôi thế vậy thì cái việc mà đánh vào một cái vùng Poltava ở uh, vào Sumy nó không có một cái mức độ thân thiện với lại nga ở đó cao như ở khắc cốp thì chắc chắn rằng mặc dù nó quan trọng sẽ là một cái gì đó nó rất khó hoặc nó tạm thời đối với nga thế nhưng bây giờ tôi vừa nói đấy ukraine đã trao cho nga một cái cơ hội trời cho thì không phải là chỉ là cái cớ mà nó còn là một cái cảm xúc cảm tính nữa Bởi vì những gì xảy ra ở vùng Sumi những ngày vừa qua Phải nói thật rằng nó đã quá cái việc của một cái cuộc chiến bình thường Nó tái hiện những cái cảnh đốt nhà thờ đúng không ạ Ném bom nhà thờ rồi những người phụ nữ mang bầu bị thiệt mạng Rồi những cái đoàn xe dân sự sơ tán bị tấn công Rồi bắn vào những cái vị trí dân giết rất nhiều Tổn thất dân thường cực kỳ nhiều luôn nhà cửa ly tán vân vân nó rất khác cái kiểu mà nga đánh ukraine đúng không ạ nó rất là khác khi nào mà nga đánh thì nó nơi đấy nó phải sơ tán rồi thì người ta mới đánh cái kiểu như vậy thế thì một nó là một cái cớ tức là ý chí chính trị thứ hai nó là về cái vấn đề cảm tính nữa đây mới là cái vấn đề tại sao bởi vì bây giờ trong lòng xã hội nga người ta kêu gọi trả thù chúng ta cũng biết rằng ấy là tôi từng nói là cái việc mà bất kỳ một nhà lãnh đạo nào của nga lên làm cầm quyền ấy thì họ sẽ phải chịu một sức ép cực kỳ lớn để thu hồi bán đảo crimea đến từ cái uh, gọi là mình cứ giới dân tộc chủ nghĩa người dân cũng theo trường phái dân tộc chủ nghĩa chính trị gia cũng thế và trong quân đội cũng như vậy và phía nga đã buộc phải chuyện đó nó đã xảy ra quý vị công nhận không ạ bởi vì đây chính là một cái nơi mà trước đây là cái ông tổng ông xếp là tổng bí thư người Ukraine đã lấy của người nga giao cho Ukraine như vậy có nghĩa là đối với người nga thì đó là cái việc mà ông đã lấy nấn tay trên để ông giao Ukraine ngày xưa Ukraine là anh em thì người ta không có tính nhưng bây giờ Ukraine thì giao cho rồi đưa cho NATO thì rõ ràng đó là một cái việc mà không thể chấp nhận được cho nên là đối với người nga ấy, lãnh đạo nào muốn muốn duy trì vị trí của họ thì phải làm những cái động tác như vậy thế thì chúng ta nói xa chẳng qua nói gần như vậy những gì xảy ra ở vùng Belgorod đã khiến cho dân nga sôi sục kêu gọi tấn công để tạo vùng đệm trả thù và ngăn chặn thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái trường hợp đó nó đang tái hiện lại ở vùng Kursk đúng không ạ cho nên là nó không chỉ là cớ về chính trị nhé mà nó còn cả là về cái việc lãnh đạo nga sẽ chịu rất nhiều sức ép và cảm xúc của người dân buộc phải làm một cái việc gì đó với sumi ví dụ như là tạo vùng đệm. Bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu thấy những sự tấn công bom đạn khủng khiếp của Nga về hướng Sumy rồi. Và như tôi đã nói buổi sáng là rất nhiều người Ukraine lo lắng, lãnh đạo chính trị họ lo lắng là rất có khả năng Sumi của họ sẽ bị biến thành bình địa và có khả năng bị thất thủ, bị Nga chiếm. Đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng, đúng ạ, à, và việc đấy chúng ta cũng nói trước rồi chứ đâu phải là mình nói vút đuôi đâu cho nên là cái việc mà ukraine tấn công sang đây ấy, nếu không tấn công thì cái việc nga tấn công vào sumi nó chỉ thuần túy là cái việc là giải quyết chiến địa thôi giải quyết chiến cuộc thôi thế nhưng bây giờ nó lại có thêm một cái vấn đề nữa đúng không quý vị đó là cái vấn đề là họ phải trả thù thế thì bây giờ nga không muốn chiếm đóng sumi nhưng mà họ phải giải quyết cái này để giải quyết cái vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề chiến cuộc thế thì bây giờ nó sẽ lộ ra một cái hướng giải quyết đó là họ sẽ đánh vào sumi rồi họ đánh vào poltava rồi họ đánh vào kharkov và Chechnyi để làm gì để mà chúng ta thường nói đấy là rất có khả năng cuộc chiến này rất khó kết thúc theo kịch bản thông thường nhưng mà nếu nó có một nhà nước ukraine lào đó đúng ạ nằm lọt thỏm ở các cái vùng lãnh thổ nga mới nga cũ rồi ukraine thì nó lại kết thúc được cuộc chiến một cách khá là không quá đơn giản nhưng mà nó đơn giản hơn rất nhiều. Và nó có thể có cơ hội kết thúc cuộc chiến, còn nếu không thì nó rất khó để có thể kết thúc cuộc chiến. Bởi vì không ai chịu nhường cả. kể cả Nga bây giờ có chiếm hết bờ sông, Ukraine cũng không nhường. Đúng không, quý vị. Nhưng mà nếu như có một cái nhà nước nào đó nó nổi lên ở giữa thì đấy cái cái câu chuyện đấy nó lại rất là dễ và nó dễ về vấn đề chính trị, dễ về vấn đề chiến cuộc đúng ạ nó có nơi để người ta chút những cái 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 sĩ diện những cái danh dự những cái gì đó và cái nơi để nó cũng hút tất cả những cái công lý chính nghĩa gì đó vào cái nơi đó đúng ạ chúng ta thấy là một đây là một nhà nước Ukraine nhá của người Ukraine nhá đúng ạ và các tỉnh cái ép rồi là Bontava, Chechny hay gì đấy vân vân là của nhà của nước Ukraine của dân Ukraine nhá Và nước nga chúng tôi không có làm gì ví dụ tôi đặt vị trí ở đấy đúng không ạ là chúng tôi chỉ làm cái công tác đánh chiếm giải phóng này nọ thôi còn đấy họ tự dựng lên vân vân như vậy đấy và nhà nước này nó sẽ thân với nga câu chuyện như vậy nhưng mà nó không phải là nhà, là nga rồi sau đó họ làm gì thì chúng ta không biết được nhưng rõ ràng là với cái cơ hội như vậy đúng không ạ thì người về phía nga là như thế về phía người dân ukraine thì rõ ràng ư ừ đấy đây là đất nước ukraine của mình chứ đâu đâu phải là nga đánh chiếm mình đâu đúng không, quý vị và như vậy họ sẽ vượt qua được cái cảm giác về vấn đề dân tộc vấn đề mất nước này nọ vân vân họ vẫn có một cái nhà nước ukraine ở giữa như vậy chẳng qua là nó không liên quan đến vùng miền tây đúng quý vị còn với cộng đồng quốc tế thì rõ ràng đúng rồi đây cũng là không phải là nga không phải là đánh chiếm đúng quý vị đấy còn sau đó nga có làm gì với nhà nước này thì là cái việc của họ đấy, cho nên chúng ta sẽ thấy một điều rằng là uh, cái chiến dịch này nó làm tạo cho nga có cái điều kiện để thực hiện những cái việc mà nó lớn hơn như vậy mà nó có thể bất xuất phát từ Sumy, poltava Chechnya để cái nhà nước đấy nó có thể lan rộng xuống khu vực uh, phía Nam, Tây Nam và ở miền Trung đúng không, quý vị. Đúng không? Từ đây thì chúng ta cá nhân tôi tôi tự vẽ ra và tôi thấy là tôi rất là à, là là tâm đắc với việc là chỉ có mỗi một cái kịch bản này thì nó mới kết thúc cái chuyện đau thương Ukraine thôi. Còn quý vị có Nam Mô A Di Đà Phật có chục năm nữa ấy, thì cũng không thể dễ dàng kết thúc chiến cuộc này đâu. Đúng không ạ? mình cứ suy xét cụ thể nó rất là khó không phải đơn giản đâu làm sao mà nghĩ tới kịch bản nga có thể tiến qua bờ sông để tiến về phía bên này xa được làm sao có thể nghĩ tới kịch bản ukraine có thể tái chiếm lại toàn bộ vùng đất này cộng bán đảo crimea được để mà ép nga về kết thúc nga làm sao tiến để ép ukraine và nato kết thúc được không có như vậy thì chỉ có một cái gì đó dựa ra thôi đúng quý vị đấy và như vậy là ý tôi nói là gì là Nước Nga đã thêm một cái động lực cực kỳ to lớn nữa mà gần như nó không phải là động lực mà là một cái sức ép quý vị ạ. Sức ép giống như là phải thu hồi Crimea đấy. Đối với lại giới lãnh đạo. Đấy là mình mình bỏ qua cả những yếu tố tâm lý tâm lý của chính những người lãnh đạo đi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy một điểm rằng với những cái việc như vậy và những cái, uh, cái, cái 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 có thể những thứ tôi đang nói thì đã làm trong kế hoạch của Nga từ xưa rồi kết hợp với việc là uh, phong trào nằm vùng nổi dậy khởi nghĩa rồi là phản loạn như thế nào đó vân vân có thể họ đã có rồi đúng không ạ thì chúng ta thấy đây là lý do tuyệt vời để nga có thể tiến quân vào vùng sumi và họ nói với lại những cái lực lượng đấy rằng là chúng tôi sẽ tiến vào để giúp các bạn giải quyết chuyện này giải phóng chuyện kia Đúng không ạ? Nó rất là chính nghĩa. Tôi thấy rằng là Nga họ trừ khi nhá là Nga không có nguồn lực thì thôi cái đấy thì tôi cũng chịu đấy. Thế nhưng mà nếu Nga có nguồn lực ấy, thì họ mắc là mắc ở cái chỗ là họ không thể tìm ra cái chính nghĩa cho những cái việc họ làm để làm sao nó hợp tình hợp lý. Thì bây giờ cái việc này rõ ràng là nó quá hợp tình hợp lý với để phía Nga rồi. Nó nó gần như nó không như là Menvedev nói nó không còn cái sự cấm kỵ nữa. Đúng không, quý vị, đấy mới là cái điều mà chúng ta đang nói, không còn sự cấm kỵ và không còn bí mật nữa, công khai để nói đấy thế còn phần còn lại nó chỉ là việc nga có đủ nguồn lực hay không tôi nghĩ rằng nga đủ nguồn lực nhưng mà họ chưa huy động có nghĩa rằng họ phải nhân cái cơ hội này ấy, thì nga mới nói với người dân vốn là một đất nước dân chủ rằng là từ trước đến giờ thì chúng ta không có ý định gì để đánh Sumi mi nhưng bây giờ quân địch đã vào cướp phá giết chóc đốt điếc các thứ thì như vậy chúng ta phải giải quyết mối uh, họa an ninh này vậy thì tôi đề nghị quý ngài là đóng thêm tí thuế đúng ạ à? rồi là làm việc 3 k để sản xuất quốc phòng để chúng tôi giải quyết cái vấn đề an ninh đất nước như vậy đẹp không quý vị Đấy câu chuyện tôi nói là cái vấn đề nguồn lực nó rất là khó để huy động quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Vì Nga cũng vẫn là chỉ là một cái đất nước mà nó vẫn là 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 kể cả là đảng của ông Putin nó có là đảng độc tôn về dẫn đầu nhưng nó sẽ chỉ hở ra một tí là người ta có thể công kích ngay, chứ không phải đơn giản. Cho nên là rõ ràng người ta tìm được cái chính nghĩa trong việc để huy động được cái nguồn lực của dân chúng cho cái việc đánh chiếm trả thù, nó là một cái mà người dân người ta sẽ dễ dàng ủng hộ hơn, đúng không ạ? Cho nên là cái việc đó thì tôi đã không phân tích quý vị trong những cái bình luận diễn biến chiến sự. Thế nhưng ở đây chúng ta mới thấy một điểm rằng là nó nói lên một cái vấn đề mà tôi đã nói trước thôi. Ukraine có khả năng vừa mắc một cái 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 sai lầm chết người trong cuộc chiến. Tất cả những sai lầm khác không thể sánh được với sai lầm này. Bởi vì chúng ta cũng biết để chúng tôi, chúng tôi nhắc lại một tí là trong trường hợp Nga có nguồn lực thì tôi không nói. Nhưng mà tiềm năng là Nga có, có nghĩa là chưa có nguồn lực sẵn sàng. Thì chúng ta thấy một điểm là gì? Giả sử như cái ý chí chính trị và ý chí của người dân nó ở cái mức này, Nga phải vượt qua thì mới tấn công được vào Sumi, đúng không ạ? Mới huy động được nguồn lực tấn công vào Sumi. Thì chúng ta thấy rằng trước đây nó chưa đạt đến mức đấy. Đấy, thế nhưng mà có thể cái chiến dịch cướp của Ukraine nó đã khiến cho cái ý chí đó chấp nhận hy sinh. Bởi vì là huy động nguồn lực của đất nước thì có nghĩa là sẽ hy sinh vấn đề kinh tế xã hội, đúng không ạ? Tất nhiên là không hy sinh hết, bởi vì đánh sumi thì nga chắc chắn không phải hy sinh quá nhiều nếu mà mình chưa hy sinh cái nguồn lực cho đất nước ấy cho phát triển kinh tế xã hội đấy đúng không ạ nhưng mà bây giờ họ không phải hy sinh nguồn lực ngoại giao quý vị nhớ không phải hy sinh nguồn lực đối nội và đối ngoại cái đấy nó cực kỳ quan trọng nhưng bây giờ chỉ còn cái nguồn lực liên quan đến chiến tranh thôi đúng không ạ thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng là nói là hy sinh thôi nhưng mà nga họ cũng đã rất là giỏi trong cái việc là huy động nguồn lực chiến tranh mà thúc đẩy được kinh tế bởi vì nước na nó rất khác các quốc gia khác nó rất nhiều tài nguyên đúng không ạ cho nên là cái việc đấy nó chỉ là hiện thực hóa được các cái tài nguyên của họ thôi thì bây giờ chúng ta thấy rằng trước đây cái ý chí đó nó chỉ nằm ở khu vực này tức là người dân người ta bảo tôi tôi không thể đóng thuế thêm được tôi không thể làm ba ca thêm được Thế nhưng mà bây giờ thì người gia đình họ hàng của họ một ai đó có thể bị thương đúng không ạ hoặc là tồi tệ hơn thì đã đem cho cái ý chí chung của họ nó vượt qua cái mức này đấy và như vậy rõ ràng là nếu như nga có nguồn lực rồi thì họ bung lụa luôn không có nguồn lực thì họ sẽ chuẩn bị đúng không ạ đấy để mà họ sẽ sớm muộn gì họ cũng cũng oánh Đấy là chưa kể chúng ta thấy là chúng ta đã có những cái kịch bản để giúp Nga có thể kết thúc được cuộc chiến. Đúng quý vị? rất là hay. Mà kết thúc cuộc chiến như này rồi, ấy, nếu như mà Nga có thể tổ chức cái kịch bản này khéo, ấy, không khéo thì họ còn đạt được rất nhiều thứ hơn thế nữa. Như vậy, nếu chúng ta nói rằng Nga sẽ tấn công vào Sumy, thì sẽ giúp họ đánh được Kharkov, đánh được Poltava, đánh được Chernihiv, qua đó giải quyết được chiến cuộc của bên này bờ sông và hóa giải tất cả những sự nguy hiểm đến từ vùng Chechnya và vùng Sumy đối với cả NATO và đối với cả Ukraine khi tấn công vào lãnh thổ Nga bằng các loại hiện tại UAV tên lửa bom đạn bom nguyên tử vũ khí hạt nhân trong tương lai đúng ạ như vậy là cái giá trị của cái việc đánh Sumy nó rất là quan trọng và bây giờ là họ có thêm cái công lý để thực hiện cái điều đó và công lý và sức ép khủng khiếp nữa đúng không ạ như vậy là câu trả lời của tôi đúng không ạ có nghĩa rằng là nó thực ra tôi đã trả lời trước trong các cái bài bình luận trước rồi đó là có nhưng mà mình phân tích kỹ hơn thì để mình thể thấy là nó và thực sự nó có nhiều cái nó sâu sắc hơn thế đúng không quý vị cho nên cuộc chiến này ấy, nếu mình nói rằng là ukraine thua hoặc nga đạt những mục đích của mình ấy, thì nói thật đó là vấn đề ra quyết định nó không phải là vấn đề giao chiến đâu mà tất cả những cái diễn ra cho cái đến cái việc mà sụp đổ trên chiến trường hiện nay nó đều là vấn đề ra quyết định của Ukraine nó không hợp lý đúng không quý vị không hợp lý tôi tưởng tượng là Ukraine họ, họ, ra quyết định là bởi vì họ không không nắm được cái tình hình của phía nga ấy. bởi vì họ nghe truyền thông phương tây quá nhiều đúng không quý vị tại sao Ukraine tung ra đòn tấn công vào Kursk ở khía cạnh nào đó họ hiểu một điều rằng là họ đang bị kẻ địch bạo hành đúng không ạ vị đang bị ăn hành ở ngoài chiến tuyến thì bây giờ ukraine có một cái tuyệt chiêu để mà họ mạng đổi mạng có nghĩa rằng là họ sẽ tung ra một cái đòn nào đó nhắm thẳng vào huyệt mệnh môn vào cổ đúng không ạ vào đầu của kẻ thù lớn mạnh hơn họ rất nhiều lần và khiến cho kẻ thù sẽ phải chấp nhận gọi là rời khỏi cuộc chơi họ cũng rời khỏi cuộc chơi đúng không, quý vị đấy đấy là một cái đòn mà chúng ta thấy rằng nó như kiểu là một cái một cái con uav tự sát đấy là đánh phát chí mạng và kẻ địch chết đúng không ạ mình cũng chết nhưng mà kẻ địch nó né được là mình chết đúng không quý vị đấy thì cái tính toán của họ đây là tính toán sai bởi vì thực tế mà nói thì là họ đã không đánh được chúng cái yếu huyệt của nga ý tôi nói rằng là Ukraine tấn công vào Kursk nhưng mà kể cả Nga có mất toàn bộ tỉnh Kursk thì cũng không họ cũng sẽ tiếp tục cuộc chiến này. Có nghĩa đấy không phải là cái yếu huyệt của họ. Mà tôi nghĩ rằng kể cả Ukraine có tiến về Moscow thì Nga vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến này ở vùng miền Đông. Đúng quý vị. Thế mình nói thẳng như thế luôn. Rồi là cuối cùng họ cũng sẽ lấy lại những cái vùng đấy của họ. Còn tại sao? Là bởi vì là nước Nga người ta rất khác với các quốc gia khác là người ta chấp nhận được tổn thất mà không dẫn tới sự sụp đổ của đất nước đúng không bởi vì họ không phải là một cái đất nước nó thuần dân chủ kiểu phương tây là hai đảng nó đối lập với nhau là đảng này nó phải đối lập hoàn toàn mà ở chính trị trong nước của nga tài phiệt chính trị gia hay người dân theo hai phe phái tất cả đều chống phương tây đấy cái câu chuyện nó nằm ở cái chỗ đó và tất cả hai bên nếu mà trong trường hợp mà đất nước của họ có bị thế này thế kia thì nó đều sẽ là đánh chứ nó không bao giờ có chuyện là nó cầu hòa cả có thể nói nếu mà nói về lãnh đạo Nga mà họ đã bị ép phải lấy bằng được những cái lãnh thổ như Crimea thì có nghĩa rằng ý tôi nói rằng nếu như mà Ukraine mà lấy được một hai tỉnh của Nga mà tiến về Moscow mà ép Nga phải hòa thì cái người chính trị gia đầu tiên nói rằng là theo tôi thì hòa đi chắc chắn là ông đấy có khả năng ông ăn đòn to nếu mà không thì còn tệ hơn nữa và chúng ta không thể là coi thường cái cái quyết tâm của nước nga về cái việc đấy họ nhé liên quan đến vấn đề gọi là chủ nghĩa dân tộc của nước nga khi mà nó lên cơn thì cũng không phải đơn giản đâu bây giờ ấy, hầu hết những người mà cái tầng lớp cái số lượng nó rất là nhỏ trong xã hội nga mà có cái tư duy cầu hòa hoặc phản chiến ấy thì chủ yếu là nó cái 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 quyền lợi của họ bị động chạm lớn liên quan đến cuộc chiến này đấy và cái đấy thì nó đều hết sức tự nhiên đúng không, quý vị nó hết sức tự nhiên thôi còn đại bộ phận của người nga sau những diễn biến gần đây sau cái vụ khủng bố chúng ta cũng biết rằng là nó chủ chiến ghê lắm tăng lên rất cao còn bây giờ có cái sự kiện ben gorod thời gian gần đây và sự kiện cớt này nữa thì quý vị tưởng tượng là cái phe chủ chiến nó càng ngày nó càng tăng đúng không ạ vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi tối vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ